Chào tất cả các bạn, mình là Phong Hoa Đình đây. Hôm nay thì bọn mình cũng không làm video gì đâu. Hôm nay thì mình sẽ tâm sự với các bạn nha. Đây thì vườn mình đã chết rất là nhiều do cái vụ 30 tháng 4 mình không tưới này các bạn. Này nấm này. Đó. Đó, cả cái cây đen này. Chết rất là nhiều luôn. Cây này này các bạn. Cây này là do bị sốc nha các bạn. Này đang lên hoa nó. Nó sốc cái kẹp nó nhũn ra rồi các bạn ạ. Nhũn như là cái ấy rồi. Nhũn như là cái tờ giấy ấy các bạn ạ. Nó thì vườn mình chết rất là nhiều nha. Nó mình phải bỏ rất là nhiều cây rồi. Vứt cũng nhiều rồi. Vứt từ 2-3 cây này rồi. Đó, cái này vẫn là khỏe này các bạn. Vì nó không mở cái kẹp ra nghĩa là đang yếu này. Đó. Coi là kẹp đơ các bạn ạ. Đây nhá, vườn mình không có một cái lưới gì đâu nhá. Đó. Cái này thì là một đợt là mình có bán thì có một em mới không biết gì, kiểu em mới chưa biết về cái cây bắt mồi này. Em mới rút lên thế là rất dễ các bạn ạ, nó sốc đấy. Đang làm chết này các bạn. Nó buồn mình chết một cái khoản khá là nhiều luôn. Đó. Đắp ấm thì không chết nhiều. Nhưng mà hãy kẹp thì khá là nhiều các bạn. Thì cái sự nghiệp của mình cũng phải mất đến 1 triệu rồi. Đó thì mình này sẽ tâm sự về cái lần đầu tiên nuôi bẫy kẹp thế nào các bạn. Cái cây đầu tiên mình mua về là nó giống như này các bạn ạ. Này. Nó chính là cái em này. Mình mua nó còn nhỏ xíu giữa chậu cơ. Và cái này nó sống lại. Nó nhỏ thế này là giống ban đầu mình mua rồi nhưng mà nó bị chết các bạn ạ. Nó đen thui á, nó đen như này này, còn vài cái kẹp thôi. Sau đó thì mình đã rất là nản chí. Mình để kệ nó luôn này. Mình để kệ đó. Sau đó thì nó lên lại được các bạn ạ. Tin rất là mừng luôn. Sau đó thì mình chơi thêm này. Và cái đống này thì nó đang lây lan này. Đang lây rất là nhiều các bạn. Đấy, mình mua thì với giá là 60.000 các bạn. 60.000 về cái cây này cũng khá là đắt các bạn. Tầm cái này chỉ tầm 30.000 thôi. Hồi đấy mình còn chưa biết giá bẫy kẹp. Hoặc là giá bẫy kẹp hồi đó cũng khá là đắt. Mình chết khá nhiều các bạn ạ. Này nó chết nặng quá này. Đen thui rồi. Đó. Hồ bẫy không sao các bạn ạ. Hồ bẫy ấp ấm thì mình cảm thấy là nó phù hợp với mình hơn. Bẫy kẹp mình vẫn phải cố chơi đi. Mình cũng vó, không sao này các bạn. Đó, nó không sao thôi. Bẫy kẹp chết rất nhiều. Đấy, chết phải gần rồi. Đần gần 500.000 rồi các bạn ạ. Hoa thì nó bị héo do là 30 tháng 4 mình về quê này. Đen mất rồi các bạn ạ. Đó. Có một cái cây này đang lên lại các bạn ạ. Đó. Nó đang lên lại khá là đẹp các bạn ạ. Đẹp mà. Đây mình so cho các bạn. Đây hai bé rất piranha bằng dòng nhau nhá. Con bé này thì lá nó cứ yếu xìu các bạn ạ. Đó. Này này các bạn. Chết rất là nhiều luôn. Đó thì chuyên mục tâm sự hôm nay của mình chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Bye bye các bạn.